Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong phần bản tin có những tin: khan hiếm khẩu trang y tế, không nên quá hoang mang. Nhiều người dân tiêm phòng vaccine cúm trong thời điểm bùng phát dịch corona. Bệnh viện Sản Nhi thành lập khoa điều trị cách ly phòng chống virus corona. Thực hư tin đồn tỏi cô đơn Lý Sơn, Bồ Kết, đèn sông Tinh Dầu có thể tiêu diệt virus corona. Suy tim trụy mạch vì rượu bia. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Hiện nay tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế vẫn tiếp tục diễn ra ở các hiệu thuốc do nhu cầu của người dân tăng quá cao. Nhiều hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh ta luôn trong tình trạng hết hàng. Hiện nay tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế vẫn tiếp tục diễn ra ở các hiệu thuốc do nhu cầu của người dân tăng quá cao. Nhiều hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh ta đã trong tình trạng hết hàng. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, người dân không nên quá hoang mang, bằng mọi giá phải mua bằng được khẩu trang y tế, mà có thể sử dụng khẩu trang vải thay thế để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Với khẩu trang vải thông thường, người dân cần làm như sau: che kín cả mũi và miệng, tránh rửa tay vào khẩu trang khi đeo, tránh dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra. Khi tháo khẩu trang ra, chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo. Nên thường xuyên giặt sạch khẩu trang với xà phòng hàng ngày, thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng bệnh. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, chỉ tính từ tháng 1 đến nay, trung tâm đã xuất gần 1.000 liều vaccine phòng cúm. Trung bình một ngày, có khoảng 50 đến 60 người tiêm phòng cúm, ngày cao điểm lên tới gần 100 người, bao gồm cả trẻ em và người lớn. Với tỷ lệ người dân đến tiêm cúm tăng cao, dẫn đến nhiều thời điểm trung tâm thiếu vaccine. Lý giải về điều này, nhiều người dân cho biết trong thời điểm dịch bệnh do virus corona bùng phát hiện nay, tiêm vaccine cúm là một biện pháp khiến họ an tâm hơn. Theo các bác sĩ, tiêm vaccine cúm không thể bảo vệ chúng ta khỏi nguy cơ lây nhiễm virus corona. Tuy nhiên, việc chủ động tiêm vaccine cúm là tốt vì giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, góp phần phòng bệnh dịch tốt hơn. Để chủ động phương án phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã thành lập khoa điều trị cách ly để chữa trị cho người bệnh khi xảy ra dịch bệnh. Bệnh viện sẽ dành toàn bộ khu nhà F cho khoa điều trị cách ly với số giường bệnh tối đa là 20 giường. Nhiệm vụ của khoa là điều trị cấp cứu sản, nhi, sơ sinh, hồi sức, phẫu thuật, đỡ đẻ cho những bệnh nhân nhiễm virus corona. Bệnh viện đã bố trí nhân lực và đủ lượng vật tư y tế đảm bảo cho việc điều trị khi có bệnh nhân. Cùng với đó, bệnh viện cũng tích cực tuyên truyền người bệnh, người nhà người bệnh, treo nhiều pano áp phích tờ hướng dẫn phòng chống dịch ở những vị trí có nhiều người qua lại. Từ đó, người dân sẽ có thêm hiểu biết về phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và phối hợp tốt với cán bộ y tế trong phòng chống dịch. Khoa sẽ tự giải thể sau khi hết dịch. Sử dụng tỏi cô đơn Lý Sơn, Bồ Kết, đèn sông Tinh Dầu để tiêu diệt virus corona là các phương pháp đang được nhiều người dân truyền tai nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những phương pháp này không có cơ sở khoa học và người dân chỉ nên tin theo những khuyến cáo từ cơ quan chức năng. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, tinh dầu xả, tỏi, bưởi, bồ kết đều là những nguyên liệu tự nhiên có tính chất diệt khuẩn, làm sạch không khí, thanh nhiệt, giải độc. Nếu sử dụng đúng cách sẽ hỗ trợ loại bỏ được mùi hôi, giúp môi trường trong sạch hơn, kháng khuẩn, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, nhưng chắc chắn không thể chống hay chữa được hoàn toàn virus corona. Trước nguy cơ đại dịch, Bộ Y tế đã đưa ra những khuyến cáo để người dân phòng ngừa bệnh như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng, hạn chế đến những nơi đông người, tránh tiếp xúc với người lạ. Đó là cách phòng chống hữu hiệu nhất. Sau Tết Nguyên đán thường là thời điểm nhiều bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu bia thường xuyên, gặp phải những hệ lụy đáng tiếc về sức khỏe. Suy tim, xơ gan nặng là tình trạng của bệnh nhân mới 32 tuổi này đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, và một trong những nguyên nhân chính là do sử dụng rượu bia quá nhiều. Sau Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu bia thường xuyên, gặp phải những hệ lụy đáng tiếc về sức khỏe. Suy tim, xơ gan nặng là tình trạng của bệnh nhân mới 32 tuổi này đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, và một trong những nguyên nhân chính là do sử dụng rượu bia quá nhiều. Còn đây là bệnh nhân vừa được đưa vào trong tình trạng cấp cứu trụy mạch và xuất huyết tiêu hóa, tiền sử bệnh nhân có sử dụng rượu khá nhiều. Ngoài ra còn có các ca liên quan đến rượu bia nhập viện khác trong tình trạng ảnh hưởng về thần kinh, tim mạch. Lạm dụng rượu bia lâu ngày sẽ gây ra các bệnh về gan, thần kinh và làm giảm miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt trong thời điểm cần tăng cường sức đề kháng để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp như hiện nay thì hạn chế rượu bia là việc rất nên làm.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới, để hạn chế khả năng lây lan virus giúp bảo vệ bản thân, gia đình, người thân cũng như cộng đồng, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin do bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Ngọc, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Thưa bác sĩ, ông có thể cho biết là bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra có những triệu chứng như thế nào và mức độ nguy hiểm của nó ra sao ạ? Triệu chứng của nó thì chỉ như một cái cúm lặng thông thường, đau đầu, ho, hắt hơi, sổ mũi, viêm long đường hô hấp trên, và sau đó là kèm theo khi mà đã có sốt rồi thì nó có thể kèm theo là đau đầu, đau mỏi cơ xương khớp. Đấy là cái triệu chứng của nó, thì nó rất đơn giản bình thường như một cái cúm lặng thông thường, cúm mùa thông thường. Dịch đã do long đường hô hấp thì nó khuếch tán nhanh, khuếch tán mạnh và lây theo cấp số nhân, cấp số siêu nhân nó là như thế. Cho nên là cái nguy hiểm, mức độ nguy hiểm lan rộng nó như thế. Đấy, cho nên là cái nguy hiểm nó rất cao. Khi vào cơ thể không có sức đề kháng thì gây suy phổi rất nhanh và dẫn suy thận, suy gan, suy tim và gây suy đa phổ tạng, có thể tử vong ngay trong vòng từ 3 ngày đến 14 ngày nếu mà không được cấp cứu điều trị kịp thời. Thưa bác sĩ, với tình hình thời tiết lạnh và khô hiện nay thì việc phòng tránh bệnh do chủng mới do virus corona gây ra thì cần phải phòng tránh như thế nào và làm thế nào để phòng tránh hiệu quả nhất ạ? Trong thời tiết lạnh 16, 17, 20, 22 độ C như hiện nay, tạo thuận lợi cho virus corona phát triển, phát sinh và bùng phát thành dịch rất lớn. Để phòng tránh được nó là người dân phải tránh tụ tập nơi đông người, không lên ra ngoài khi không cần thiết. Khi ra ngoài hoặc là đi lao động, đi làm việc, cơ quan hoặc trường học, các cháu cần phải giữ vệ sinh, có khẩu trang. Nhân dân thì cũng chỉ cần dùng cái loại khẩu trang không thường đã là phòng tránh lây lan từ những người không may nhiễm bệnh, nhiễm coronavirus. Thường xuyên nhỏ mũi, nhỏ mắt bằng các nước sắt khuẩn có kháng sinh thông thường, phải xúc họng thường xuyên bằng các cái dung dịch có tinh dầu như là TB hoặc BS, thường xuyên tẩy rửa lau một tuần cố gắng từ 2-3 lần các đồ vật cũng như vệ sinh lên nhà, trong nhà, nơi cửa thoáng mát, các cái cánh cửa sổ tất cả bằng nước ra ven, nước xà phòng bình thường thông thường. Đặc biệt nữa là phải rửa tay thường xuyên bằng nước xà phòng thông thường, phải ăn chín uống sôi, phải nấu chín, nấu kỹ trước khi ăn. Đấy là những cái điều mà nhân dân cần phải thực hiện, lưu ý thực hiện trong cái thời gian này là phòng chống dịch coronavirus. Trong thời điểm hiện nay thì người dân có nên đi tiêm phòng cúm hay không ạ? Trong thời điểm này thì vaccine tiêm phòng cúm rất tốt, rất giá trị. Nhân dân là cần phải tiêm phòng cho thời điểm này. Đó là cái phòng tốt nhất và tạo miễn dịch đề kháng. Khi mà không may có coronavirus biến chủng coronavirus mới này vào thì nó cũng hạn chế được cái gây bệnh cũng như là cái phát bệnh, cái biến chứng của bệnh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ. Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, để đề phòng lây nhiễm, ngoài việc vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc tụ tập nơi đông người, cũng cần lưu ý đến việc vệ sinh nhà cửa. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Ngọc, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn một số bước cần thiết để người dân lau dọn, khử trùng nhà cửa cho đúng cách, giúp phòng chống dịch corona hiệu quả. Trong thời điểm cái dịch coronavirus là bùng phát rất mạnh, thế thì với yêu cầu của ngành y tế nói chung và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật nói riêng là phải khuyến cáo người dân, thứ nhất là không lên tụ tập nơi đông người, luôn luôn mang khẩu trang. Thứ ba là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Cái bước thứ tư là phải thường xuyên lau dọn nhà cửa, cố gắng tuần phải được 2 lần. Thứ nhất là phải pha loãng dung dịch xà phòng, sau đó là ta sẽ dùng cây lau nhà, sàn ghế và các khăn mặt nhúng vào nước xà phòng, sau đó là cho thấm đều và lau vào các tất cả mọi đồ vật trong nhà. Sau đó để khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ, sau đó chúng ta sẽ dùng nước sạch lau lại lần nữa. Nếu có chloramin B mà cái hóa chất này mà pha mà tẩy rửa càng tốt, với nồng độ là 0,5%, tức là cứ 200 gram bột cờ B 25%
pha mấy 10 lít nước, sau đó là cũng nhúng vào cây lau nhà cũng như khăn lau tẩy uế các cái dụng cụ, lau các cái dụng cụ đồ vật, giường tủ bàn ghế, cánh cửa rồi cửa sổ ra vào và sàn nhà. Và riêng Colombo Bay này cũng khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ, sau đó chúng ta sẽ dùng nước sạch tẩy uế lần nữa. Quần áo và tất cả chăn màn bằng vải thì người ta cũng khuyến cáo là ngâm trong nước dung dịch xà phòng trong vòng 1 giờ đến 2 giờ, sau đó ta giặt nước sạch. Và nếu có dung dịch Colombo Bay 0,5%, ta cũng ngâm các cái dụng cụ đồ vật bằng vải, ta ngâm trong vòng 2 giờ đồng hồ, sau đó ta giặt bằng nước sạch. Thế ngoài ra còn cái phương pháp phòng chống cái dịch này thì đặc biệt kinh nghiệm dịch SARS, người ta phải mở cửa thông thoáng không khí trong nhà, chắn nầm điều hòa lâu cửa để lưu thông vấn đề không khí, không sử dụng lại những cái đồ quần áo dụng cụ lao động những người có nghi ngờ về vấn đề nhiễm cúm coronavirus này. Thưa quý vị và các bạn, mang một trái tim nóng nhưng luôn phải giữ cái đầu lạnh và một tinh thần thép, đó là điều mà đồng nghiệp nói về các y bác sĩ cấp cứu và hồi sức cấp cứu. Ở nơi đó, họ đã vượt lên áp lực khi tiếp cận với ranh giới sinh tử của người bệnh như thế nào. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Ở nơi này, công việc không phải chỉ tính bằng giờ, bằng phút, mà đôi khi có thể là tính bằng giây. Sự sống và cái chết, ranh giới rất mong manh, và các y bác sĩ là người phải vượt lên áp lực tinh thần rất lớn để cứu sống bệnh nhân. Nhất là những cái lúc mà bệnh nhân người ta lặng mà vào với mức độ ồ ạt, cái đầu lúc nào cũng phải căng ra để làm sao cho xử lý nó cái đúng phác đồ điều trị và cấp cứu bệnh nhân cho kịp thời. Đấy, nhưng mà lúc nào cũng luôn chân luôn tay, không ngừng nghỉ, ăn có khi là toàn không có giờ giấc, ngủ cũng không có giờ giấc cả. Mệt quá thì ghé lưng một chút. Từ trước nay mình làm hơn chục năm trong nghề hồi sức, chưa bao giờ ngủ được giấc ngủ ngon ở khoa cả, không có chuyện đấy. Và lúc nào trong đầu đi ngồi nằm hay đi thì lúc nào trong đầu phải nghĩ đến bệnh nhân. Trong ngành y, chưa cấp cứu là khổ nhất, áp lực nhất vì bệnh nhân đông, đa dạng mà hầu hết là bệnh nhân nặng, cần xử lý nhanh, xử lý gấp. Thế nhưng bác sĩ thì không được phép gặp sai lầm. Đối với khoa cấp cứu chúng tôi thì là cửa ngõ của tất cả các bệnh. Đấy, tất cả các bệnh, kể cả những bệnh nan y, bệnh mãn tính, những bệnh cấp tính, kể cả những cái bệnh về truyền nhiễm, chẳng hạn như trong cái đợt dịch corona mà chúng ta đang, cả thế giới đang gồng mình lên để mà cứu chữa bệnh nhân, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cái tâm thế cao nhất, mà cái tinh thần cao nhất và cái sự hy sinh cao nhất để phục vụ bệnh nhân. Ngay buổi sáng nay giao ban tôi đã nói với anh chị em chúng ta là nếu như có đại dịch mà về với chúng ta thì đó là cái điều mà chúng ta là phải những người hy sinh cao nhất, và có thể chúng ta phải gắn bó với cái bệnh viện này hàng tháng giờ chúng ta không về thăm nhà. Đấy, để chúng tôi đã chuẩn bị một cái tâm thế như thế rồi. Và trong tình trạng nguy kịch ý, thì những bệnh nhân này là cơ hội sống bệnh nhân là tính bằng giây bằng phút, cho nên là anh em trong kíp trực, cả bác sĩ điều dưỡng rất là khẩn trương bằng từng giây từng phút một để cho bệnh nhân những cơ hội đó. Tập trung tinh thần cao nhất để đưa ra những quyết định nhanh nhất, các bác sĩ cấp cứu đôi khi phải bỏ qua những điều được gọi là quy trình, tất cả để làm sao giành giật sự sống đang rất xeo neo cho người bệnh. Có những trường hợp làm theo đúng quy trình bệnh nhân có thể tử vong ngay, đôi khi cần phải giải quyết ngay mà chưa khai thác được thêm tất cả các vấn đề làm đúng theo quy trình này, đầy đủ các xét nghiệm hay bệnh án, hay đơn giản gần như đất vừa ăn Tết xong có bệnh nhân là tràn khí màng phổi vào trong tình trạng mức độ nặng, là bệnh nhân gọi hỏi không biết gì nữa, cấu véo trong tình trạng toàn thân tím tái mà thậm chí còn đái ỉa hết ra giường không biết gì. Nhưng sau khi đòi xử lý xong khám qua tình trạng tràn khí màng phổi, giải quyết ngay đã cho chọc hút khí và dẫn mở màng khí màng phổi tối thiểu. Thì sau khi làm được khoảng 5 phút thì bệnh nhân lại tỉnh táo trở lại và gọi hỏi biết hơn. Đấy là một cái ranh giới là sinh tử, nếu mà muộn hơn thì bệnh nhân có thể tử vong ngay. Vượt lên những vất vả, áp lực nặng nề và cả những nỗi bất an do nghề mang lại, họ đã xác định theo nghề thì sẽ trọn vẹn với nghề để ngày ngày mang lại cuộc sống và niềm vui cho người bệnh và gia đình bệnh nhân. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.